CTS는 지난 7월 베트남 선교의 발자취와 현황 그리고 과제를 짚어드렸었습니다. 이번에는 베트남 목회자들이 우리나라를 방문해 우리나라 선교 역사의 산 현장을 찾았다고 하는데요. 참석자들은 우리 선교 역사의 흔적을 살피면서 베트남 선교의 사명을 되새겼습니다. 박세현 기자입니다. 서울 남대문교회의 역사관. 베트남 국적의 목회자들이 한국을 찾았습니다. 130여 년 전 의료선교사 알렌이 세운 제중원 신앙공동체로 시작한 남대문교회. 그 역사와 의미에 대해 듣는 시간이 이어집니다. 비라카미 사랑의 선교회 주최로 마련된 베트남 목회자 초청 한국 방문 행사. 한국교회 신앙의 발자취를 살펴보고 베트남 목회의 비전을 찾고자 마련됐습니다. 제가 베트남 30년 전에 가서 교회를 세웠지만 벌써 300개가 됐죠. 근데 그들이 제가 베트남에서 가르쳐주는 것만으로는 잘 이해가 안 돼요. 그래서 우리 한국의 초대교회 시절을 모습을 보여줌으로 인하여 그들도 굉장히 도전을 받고 백문불여일기란 말이 맞듯이 그런 효과가 있습니다. 한국교회의 산 역사인 남대문교회 구석구석을 돌며 초창기 한국교회의 숨결을 느끼는 참석자들. 지금은 놀랍게 성장한 한국교회의 첫 모습에 감회가 새롭습니다. Và biết được công việc Chúa ở tận ở đây thật là một điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã làm. Và sự phát triển của Hội Thánh của Chúa tại Hồng Quốc và với một tinh thần của quý con gái Chúa cũng là một cái điều mà để cho những người Việt Nam, các mục sư cũng được theo gương để phát triển công việc của Chúa tại Việt Nam. 교회 안에서 한국과 베트남을 위해 함께 기도하는 참석자들. 한 베트남 목회자는 한국과 베트남 땅에 처음 복음을 전했던 선교사들을 기억하며 눈시울이 붉어집니다. Cái điều nữa là AB Simpson cũng là một trong những giáo sĩ đã truyền giáo ở tại Việt Nam để có thể thành lập hội thánh đầu tiên ở Việt Nam. Và thực sự để cho tôi một cái cảm giác rất là tuyệt vời. Thấy được khi mà mình hết lòng, mình dốc đổ cái sức lực của mình để mình truyền giảng thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho cái công tác truyền giáo được kết quả và làm cho tôi giống như là muốn phục hưng hội thánh của Chúa. 3000km의 거리를 넘어 한국 땅을 밟은 베트남 목회자들. 한국 선교 역사 발자취를 살펴보며 비전을 다짐하는 시간이 됐습니다. CTS 뉴스 박세현입니다.